Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của chị Duyên cho anh chị em mình giao lưu thêm hai lô mai tàn ha anh em. Đây là bên nguyên cái khuôn viên vườn ha. Đây thì đợt trước em có lên cho chị Duyên là một cái clip rồi ha, cũng là mai tàn luôn. Nhưng mà chị Duyên hôm nay thì bán được một số cái hàng bên đó rồi ha. Còn ở đây tổng số lượng cây hôm nay là cái hàng chậu sáo bên đây ha, còn là 66 cây ha. 66 cây. Nếu mà anh em mình á lấy ở đây chị Duyên chia ra rất là nhiều cách để cho anh em mình giao lưu cho nó dễ, nó tiện luôn, hồi em sẽ tư vấn cho anh em. Và cái hàng bên kia thì còn lại 100 mấy chục cây ha. Vườn nói chung là cò bữa bán nè anh em, thấy không, người ta bán là bán ngay hàng thẳng luống như thế này hết. Anh em mình muốn lấy bao nhiêu thì anh em mình cứ điện thoại vô nhà vườn ha, để mình trao đổi. Rồi ở đây thì chị Duyên có chia ra những cái cách giao lưu như thế này cho anh em mình tiện nè. Nhất là giao lưu em sẽ báo cái hàng nhỏ trước cho anh em mình ha. Một hàng như vậy, nó một hàng thẳng gạch như vậy nè ha, thẳng gạch bên đây, một hàng thẳng gạch như thế này là 30 mấy cây, một hàng là 30 mấy cây. Nếu mà anh em mình lấy xô theo hàng, không có lựa chọt chẹt nha. Nếu mà lựa chọt chẹt á thì nhiều khi bán khách trước rồi khách sau, người ta sẽ nói là lựa nát đám mai của người ta, nên ở đây chia ra rất là rõ ràng cho anh em. Một hàng là 30 mấy cây, nếu mà anh em mình lấy lựa thì giá sẽ là 1,2 triệu một cây một lựa. Nhưng mà ví dụ như một hàng này là 35 cây đi, thì anh em mình lựa là 20 cây, 30 cây gì đó, thì giá nó sẽ là 1,2 triệu, chứ không phải là lựa hết trong cái đám mai nha. Chỉ lựa một hàng thẳng ha, lựa hàng một, lựa hàng hai, lựa muốn lựa hàng nào đấy, lựa cho anh em mình được thoải mái cái đó xuống tại vườn nha. Nó còn nếu mà anh em mình lấy lựa như vậy thì giá sẽ là 1,2 triệu. Còn mà anh em mình lấy xô số lượng nhiều thì nhà vườn để cho anh em mình cái giá là 1 triệu ha. Cái giá này hay trung bình, nói chung là cái khá là ổn. Ở đây người ta báo giá cho anh em mình để anh em mình xuống vườn, để anh em mình xem cây trực tiếp ha. Rồi nếu mà anh em mình có thể là lấy số lượng nhiều nữa thì bên đây nhà vườn người ta sẽ tính cái giá hữu nghị cho anh em mình, cái giá tại vườn thêm. Anh em mình có lấy điện vô chị Duyên giùm em để được hỗ trợ tư vấn, để hai bên trao đổi cho nó dễ ha. Giá là 1 triệu và 1,2 triệu tùy theo mình lấy như thế nào. Còn cây ở đây á, thì nãy em kêu chị Duyên vô, chị Duyên đo mà chị Duyên ngại lên hình ha, nên có đo sẵn thông số cho anh em mình rồi ha, nên bây giờ em chỉ báo cho anh em mình thôi. Hoành ở đây thì trung bình là từ 19 ha, từ 19 cho đến 22 hoành, trung bình 19 cho đến 22 hoành. Nó như cây tước mặt anh em mình là 22 nè ha, hồi nãy đo cặp này nè ha. 19, cây nhỏ nhất là bên đây là 19 nè, cây bên đây bự nhất là 22, thì lấy trung bình một cây bự nhất và một cây nhỏ nhất ha. Và mai tàn thì nói chung là nó nằm ở trong cái mức độ đó thôi, nó không có chênh lệch nhiều đâu anh em mình khỏi lo. Mai tàn tại vì lúc mua nhà vườn cũng vậy anh em. Anh em bây giờ anh em mua làm sao, lúc trước nhà vườn cũng mua y chang vậy, không có khác anh em mình đâu. Lúc trước ví dụ như nhà vườn ta lên đi đâu ta mua phôi đó, thì một cái lô phôi đó 100 cây thì người ta muốn quyết định ta mua 100 cây đó, thì hoành nó cũng trung bình từ 19 cho đến 22 thì nó cũng y gan vậy. Bây giờ người ta bán ra nó cũng y gan như vậy thôi ha, chứ bên nào cũng vậy, chứ không phải là mai tàn mà ai đâu rảnh lựa từ cây anh em. Mai tàn làm số lượng mà không có ai lựa từ cây đâu ha. Bởi vậy giờ thì nhà vườn ta nuôi ra thì như một hàng là 30 mấy cây, thì lấy hết là 30 cây, thì người ta cho anh em mình bỏ ra 5 cây. 5 cây nó ví dụ như nó chẹt trong cái đám đi, nhưng mà anh em thấy nguyên một cái hàng này nó rất là đều với nhau. Và anh em mình thấy cái khâu nuôi không, ở đây là được một cái khoảng cách nuôi nè anh em, thấy không, nó khoảng cách nó còn trống nên cái phơm tàn của mình nó đi khá là tròn đều ha. 100 mấy chục cây, còn 4 hàng 3 hàng mấy ha, ha. Thì một hàng 30 mấy cây thì một hàng 30 mấy cây, 3 hàng thì nó cả 100 cây rồi, với cái máy kia này thì nó 100 lẻ mấy cây. Thì nếu mà anh em mình lấy 100 cây thì giá nó sẽ hữu nghị hơn nữa ha. Thì anh em mình cứ thương lượng bên nhà vườn. Và nhà vườn ở đây bao cho anh em mình là mặt bông, bông từ 6 cho đến 12 cánh ha. Giả hữu đức bông từ 6 cho đến 12 cánh. Cái lô này nè anh em, xương cành em thấy nó rất là đầy luôn anh em ha. Cắt đôn từ phía trong ra xương cành rất là đầy luôn ha. Cây nào cũng vậy hết. Và cái phần nụ ở đây nè, nụ rất là đẹp luôn. Anh em mình ở đây là nhà vườn ưu tiên bán tại vườn tại nhà, nên anh em mình cứ việc là xuống vườn xem tất tần tật tất tuột hết ha, khỏi cần sợ thằng này nó sợ chủ kênh chà, sợ em nè, sợ em là em nổ hay gì đó, em lên cây tàn tròn cây lớn nụ đẹp hay gì. Tại vì cái này là người ta giao lưu tại vườn ha, ưu tiên giao lưu tại vườn, nên kích thước có làm sao thì em báo cho anh em mình như thế, để anh em mình còn xuống đây anh em mình coi mình đánh giá lại cái cây mai nữa mà, chứ đâu phải là quay muốn nói gì nói rồi anh em mình xuống đây nó tức lớt đâu ha. Nụ ha, nụ rất là chuẩn cho anh em mình về cho Tết nha ha. Nguyên cái lô nè đây, nụ ha, nụ rất là đẹp luôn. Cái lô này thì còn trăm trăm ngoài cây ha,
Ở đây thì chị Duyên có nói với em á là nếu mà lấy lựa thì nói chung thì cái giá nó phải cao hơn rồi ha, tại vì hàng lựa, hàng tuyển, hàng lựa thì giá nó phải nhích hơn là 1,2 triệu. Còn nếu mà anh em mình lấy xô, một lấy xô nguyên hàng thì giá là 1 triệu, còn nếu mà lấy xô nữa giá còn rẻ nữa cho anh em mình ha, đối với anh em mua số lượng nhiều. Rồi cái hàng bên đây là 150 cây ha. Rồi kế tiếp là cái hàng mai lớn, cái hàng bên đây là hàng chậu năm nha anh em, cái hàng chậu năm nha. Để anh em mình xuống đây thì nó làm sao lại gan như vậy ha, anh em mình xuống đây là nó y gan vậy luôn, nó không có nằm khác chỗ đó anh em mình khỏi lo. Hàng chậu năm. Rồi tiếp tục đây là tới cái hàng chậu 6, cái lô mai này cái lô lớn hơn ha, giá là 1,6 triệu một cây, giá tại vườn ha. Và ở đây còn 66 cây thì chị Duyên cũng chia ra giao lưu với anh em mình là có 3 cách thức giao lưu. Một, nếu mà anh em mình á lấy hết 60 mấy cây này, 66 cây anh em mình có thể lấy 60 cây gì đó, thì anh em mình liên hệ bên chị Duyên để được cái giá ổn định nhất để anh em mình đi bán lại ha. Còn nếu mà anh em mình chia ra mình lấy ví dụ như là 30 cây thì giá nó sẽ là 1,8 triệu. 60 cây lựa 50-50 ha, lựa vẫn là lựa ngay hàng hẳn luôn đâu nha. Ví dụ như một hàng đó, một hàng như vậy nó 30 cây thì anh em mình hai hàng anh em mình lựa, cho anh em lựa một hàng ha, lựa là nó sẽ là 1,8 triệu một cây. À, lấy 30 cây giá sẽ là 1,8 triệu. Còn nếu mà anh em mình lấy 10 cây cho anh em lựa thoải mái trong cái đám này luôn, lấy 10 cây thì giá của nó sẽ là 2,5 triệu ha. À, đây nếu mà anh em mà em bảo đảm với anh em xuống đây 60 mấy cây mà anh em để mà anh em bỏ số tiền ra 2,5 triệu mà anh em lấy 10 cây anh em mình rất là khó khăn. Tại sao? Nó không có chênh lệch về cái mức độ cây. Anh em nhìn là nguyên một cái hàng ở đây thấy không, từ đó dài lại tới đây anh em thấy không, nó không có trên lệch về cái mức độ cây, nên nó anh em xuống đây là không có đáng để anh em bỏ ra 2,5 triệu để anh em mình lấy một cái lựa 10 cây đâu, em thật sự bảo đảm cho anh em ha. Thay vì bây giờ lấy 30 cây giá nó có 1,8 triệu ha, ha giá nó có 1,8 triệu là cái kia nó trên lệch tới 700 ngàn, nó trên lệch 700 ngàn một cây, nhưng mà 700 ngàn đó anh em mình cầm không biết lựa cây nào đâu, em dám bảo đảm với anh em nó rất là điều cây luôn, nụ cây nào cái nấy nó đều y gan như vậy nè. Đây ha, dảo Hữu Đức mà cây dảo gin ha, nụ nè, tàn nè, chết hồi sớm em quên báo kích thước bên kia, quên báo chiều cao. Chiều cao thì bên kia nó trung bình khoảng 1,5 m đến 1,7 m nha, cái hàng nhỏ bên kia nha anh em thông cảm nha, tại hăng nói quá quên. Còn cái hàng ở bên đây là chiều cao nó trung bình nó đều đều là khoảng 1,8 m cho đến 2 m ngoài ha. 1,8 m là ba em báo cái những cái cây thấp nhất ha, thấp nhất là 1,8 m nhưng mà đa số trong đây nó sẽ là 2 m, đều đều 2 m, đều đều 2 m với nhau ha. 66 cây bên vườn chị Duyên báo chính xác là còn 66 cây, lấy hết 66 cây thì cho anh em mình lấy 60 cây gì đó thì giá là 1,6 triệu, lấy 30 cây giá sẽ là 1,8 triệu, lấy 10 cây giá sẽ là 2,5 triệu, nhưng mà 10 cây thì anh em mình được lựa trong nguyên cái vườn 60 mấy cây này, lấy anh em lấy 10 cây ha. Như nãy em có tư vấn cho anh em mình rồi đó, xuống đây xem cây trực tiếp là không bao giờ anh em mình bỏ ra 2,5 triệu để anh em mình lấy 10 cây một cây mai ha, 25 triệu lấy 10 cây thì cái đó nó rất là khó khăn cho anh em, tại vì nó rất là đều ha, khẳng định cho anh em mình là nó rất là đều cây như vậy đây nè ha, tàn toàn nó thông nó đều gan như vậy, rồi cây bên đây nó cũng đều gan, cây bên đó nó cũng đều gan, cây bên kia nó cũng đều gan, anh em mình lựa không có được đâu ha. Nói chung là cái khả năng nó rất là đều, nếu mà anh em mình đang có dự định mua đi bán lại thì anh em mình nên lấy hết, lấy hết giá sẽ 66 cây, lấy 60 cây thì giá hiện tại của nó là 1,6 triệu ha. Còn về cái phần mà anh em mua được cái số lượng nhiều như vậy đi thì nhà vườn người ta sẽ có thể là sẽ bớt cà phê chi phí cho anh em mình xuống đây coi cây trực tiếp ha. Chị Duyên thì ở xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của chị Duyên thì em sẽ để ở trên cái tiêu đề cho anh em mình tiện liên hệ ha. Rồi khi nào mà hết hàng thì sẽ xóa số điện thoại đi. Còn cái cây này trung bình chiều cao nó từ thấp nhất á, là chỉ có tầm khoảng 5-6 cây, 66 cây là nó chỉ có 5-6 cây lẻ đó, đó là nó nằm ở 1,8 m thôi. Nhưng mà cái nó nằm cái chiều cao là 1,8 m nhưng mà cái khung tàn nó bè ra, nó bè rộng ra ha, nó bù lại cái chiều cao. Thì có một số anh em phái cao, có một số anh em phái lùn, thì cái đó là cái ý kiến của anh em. Còn ở đây á, thì 66 cây nó tầm khoảng 6 cây 1,8 m thôi, còn lại là từ 2 m, đều đều 2 m, cao 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m, đều rất là đều 2 m cho anh em mình luôn. Cái đường kính tàn ở đây á thì nó tầm khoảng 1,6 m 1,7 m cái đường kính ha,
đường kính toàn là khoảng 1.6 m/7, anh em mình đứng dang tay ra là vừa bằng cây mai thì khoảng 1.6 m/7 ha. Xương cành rất là dày luôn. Còn hoành ở đây trung bình á là 22 cho đến 27 ha, cây nằm chậu 6 nha anh em. Ha, hoành trung bình 22 cho đến 27. Đây, xương cành này anh em thấy không? Cây rất là sạch cây nha. Đây, nụ nè. Hồi nãy quay cho anh em cây đầu kia ha, đây quay đầu này cho anh em mình coi nè. Đó. Nụ rất là ok nha. Em thấy cái lô này mà rất là vừa túi tiền, một là vừa túi tiền, hai là số lượng cây nó cũng khá là đồng đều với anh em mình á, để anh em mình à, chơi được ha. Thí dụ như cái lô bên kia nó 100 cây, mình phái mình mua 100 cây bên kia là mình đi một lô mình bán được. Còn hai bên đây nó có số lượng có 66 cây, anh em lấy 60 cây đi bán vẫn vừa cái lô cho anh em mình luôn ha, không quá nhiều cũng không quá ít, nói chung là nó vừa với cái lô mai của anh em mình ha. Rồi có hai loại thôi nha anh em, một là 1.2 triệu, 1 triệu lấy xô là 1 triệu, lấy lựa là 1.2 triệu, số lượng tâm ngoài cây. Cái phần số 2 là cây nằm chậu 6, hoành 22 đến 27, chiều cao trung bình đều 2 m, lấy xô 1.6 triệu, lấy lựa 10 phần nửa, 1.8 triệu, lấy 10 cây giá là 2.5 triệu ha. Thì anh em mình coi clip, anh em mình cần cái loại cây nào anh em mình liên hệ trực tiếp bên chị Viên giùm em. Số điện thoại của chị Viên thì em sẽ để ở trên cái tiêu đề cho anh em mình tiện liên hệ ha. Anh em mình cứ gặp chủ vườn để mình trao đổi thôi, chạy xuống vườn xem cây trực tiếp ha anh em. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa.